phòng đây. Cháu gửi cô tiền trọ. May cho cháu còn đúng một phòng đấy. Khu này an ninh tốt lắm. Cảm ơn cô. Đứng lại. Ma mới kìa đại ca. Biết luật chưa? Luật pháp à? Ở đây chỉ có luật rừng thôi. Toàn ruộng trồng rau kêu rừng. Trêu bố mày à? Em có biết bố anh là ai đâu mà trêu. Anh nhà vườn. Đại ca bình tĩnh. Thu tiền bảo kê trước đã. Thôi bây giờ không nói nhiều. Anh nói nãy giờ rồi thầy. Mang tiếng là đại ca trong giang hồ mà mồm như thế anh. Đã đến nước này thì xong mày rồi. Bùm bùm bùm. Nằm hòm đấy. Dừng tay. Có chuyện gì thế? Không có gì đâu anh. Mấy em đang đùa nhau ấy mà. Đùa thật không? Thật. Em thề. Anh hỏi bạn ý thử xem. Chào đội trưởng. Ai ơi mà. Ôi trời ơi.